tất cả các bạn, mình là HT Racing 79. Thì cũng như lời đã hứa cho mấy bạn thì hôm nay mình sẽ làm clip test chiếc H150 62 Vinh Vinh hôm bữa. Thì chiếc xe này thì không còn nói gì nhiều, là quá hoàn hảo rồi mấy bạn. Thêm cái cục máy 62 Vinh Vinh này nữa. Thì hôm bữa mình có giới thiệu sơ sơ qua về dàn ngoài. Nói chung mình giới thiệu hết về dàn ngoài rồi, nhưng mà bây giờ thì hôm nay mình sẽ nói rõ hơn về cái phần máy để cho các bạn biết. Thì xe này đang đi 62 Vinh Vinh, lòng lai, trái cũng là lai, trẻ lai luôn nha mấy bạn. Quay vô, trời ơi, trời ơi, người ta mới biết được. Lòng lai nha mấy bạn, trái bên trong cũng là lai luôn, giờ chẳng lẽ mình tháo. Thì trái trong trái lai, số bắp thì mình đi 4 cây số bắp ICS 1922 nha mấy bạn. Thì hôm bữa nó là đi số Vinh bình thường, mà khốn nạn cơ hôm nay kia thấy nó giảm xéo bể luôn hộp số người ta rồi. Và bây giờ mình ngày rít kích thêm xíu nữa bộ số đâu cho nó vui vẻ thêm xíu. Ê, dên thì mình vẫn là đi dên Vinh, không có đôn, không có làm cái gì về cái dên. Thì xe này để canh đi phượt. Dàn ngoài chiếc xe thì hôm bữa nó khác hơn một xíu là mấy bạn hồi bữa là không có cái bụng này thôi. Thì hôm nay là dạ không cô à. Dạ không. À, mình có bán nước mía luôn nha mấy bạn. Thì nó khác thêm một xíu là mình đã lắp cái bẩn vô thì nó hoàn thiện cái chiếc xe hơn. Thì lắp bẩn vô cho nó đàng hoàng hết lại chiếc xe. Thì dàn ngoài thì nó cũng như vậy thôi, thêm được mấy con ốc. Ốc này người ta gọi là ốc lục bảo gì nè đúng không ta? Đúng rồi, phụ đã được phay rồi nha. Phụ à, hồi bữa mình quên Thái giới thiệu cho mấy bạn là phụ này đã thay phụ luôn, phụ này phay Thái. Đấy, thì bobin DC vẫn giữ nguyên đây như vậy. Có thêm một chi tiết mới là cái nhông sinh dĩa ở bên đây thì nó khốn nạn luôn, làng này á giật bể đùm đứt sên luôn. Thì mình có thay lên nhông sinh dĩa sắt thì vẫn giữ cái nhông là mình vẫn giữ zin của nó, nên mình không có xếp nhông sinh dĩa rồi lại, nhông là vẫn giữ nguyên như vậy. Thì bây giờ mình nói thiệt với mấy bạn là mình ngu lắm, mình chặn xe không có được, mình cũng không biết gì về xe đâu. Mình muốn review chiếc xe mà phải đi hỏi từng chi tiết. Hôm nay đã hứa hẹn với mấy bạn mình làm clip test cái xe này rồi, thì mình có mời được một người nài. Thì nài đây mới 16 tuổi thôi mấy bạn. Đây nài. Hello anh em, mình bữa nay mình nài 62 vui vẻ này. Xe này chả có gì vui vẻ đó, toàn đi bê đồ gì đâu mà không. Giờ mình ra nhấn là bay cho anh em coi nha. Rồi. Đây là mình đang trên đường đi ra test clip xe cho mấy bạn coi nha mấy bạn. Để mình làm tiếp nhiều clip mới, nhiều chiếc xe
MC mới mỹ hơn cho các bạn coi. Và các bạn cảm ơn các bạn đã ủng hộ clip đầu của mình khá là nhiều. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye các bạn, hẹn gặp các bạn trong những clip mới.